ở đây là chính rồi. Đồng phết. Cái chuyện chúng mời một thôi từ báo cáo rồi. Bây giờ. Đây là quên. Mình đang quay, đang làm. Tranh thủ quay ít video. Chương cách trước làm dò cho cái ông anh gọi nhớ. Hả? Vẫn đang làm. Ừ, đang làm. Ngày trước cái cô mà cố mà gặp. Đây đang làm đây. Phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi ngoài kia mà thế bảo là thế rồi không sạc điện thoại rồi hết bố pin rồi. Ngàn trong đấy chén ở đây mà. Tí ra xe rồi sạc. Ngoài xe có một cái điện thoại nữa. Lần này thì đâu tóc bạc nhiều lắm. Chết cái nơi này. Bác cũng tóc bạc. Bác nhuộm đấy. Bác nhuộm như chừng. Đâu? Tóc bạc. Đồ khô đã nguyên hết từ gần kia nhau. Ôi đâu, bạn thuê nhau tôi bỗng từ lâu rồi tí. Chủ nhà về buộc cái bóng à? Không, không, giờ về gồm. Chán nhỉ, điên thôi, cầm hết là đang ngồi, toàn ngồi nhìn. Toàn ngồi nhìn nhau thôi từ chú như thế là tiện em ạ, vì sau nó sạch đỡ phải dọn dẹp. Thế nhưng mà lúc ngồi ăn nó chán. Ăn thì nhìn nhau chọc đũa chán. Mình là bánh dẻo bánh dày hoặc là cái xôi thiết thôi. Chào bà nhá. Có ngày xưa mà cô mà cối gật nằm con rể cũng đó. Đây nó cũng có miến. Miến miến. Nhưng mà mỗi cái là người ta chia nhau nó nhìn nó không hay. Đây cô dâu đây. Ừ thì à chưa chịu khoát lên trên đấy. Cái đạp rồi.